Xin chào mọi người, chào các bạn. Chào mừng mọi người em quay trở lại với livestream của Tuấn Nguyễn nhé. Lâu lắm rồi hôm nay chúng ta lại gặp nhau để tư vấn về những cái mẫu tóc đang thịnh hành cũng như là đang được rất là nhiều các bạn trẻ cũng như là các khách hàng tại Tuấn Nguyễn tin yêu nhé. Đây là một bạn khách hàng chắc chắn là mọi người sẽ rất là quen thuộc với bạn ý rồi đúng không ạ? Hôm nay thì vẫn là về cái dáng bob layer, nhưng Tuấn đã cắt dài hơn lần trước một chút cho em để tạo cái độ mà khi nóng quá có thể cột lên được, và cho màu nền trầm hơn mọi khi, nên cái đẩy highlight một chút rất là tự nhiên. Với mẫu bốc liều này thì tôi cũng giới thiệu với mọi người rất nhiều rồi. Chỉ cần khi làm xong mọi người nên uốn phồng chân. Trong quá trình làm mọi người nên uốn phồng chân để tăng cái độ phồng cho tóc ở phía bên trong. Phần ngọn thì nếu bạn nào thích bồng bềnh hơn thì các bạn có thể uốn sóng nhiều hơn một chút, thì nó sẽ mang lại cái độ và sóng nó nhiều, thì cái thời gian chơi nó sẽ bền hơn. Còn những bạn nào mà muốn nó nhẹ nhàng thôi thì mình có thể để mà nó nhẹ, nó hơi cong cong cục cục thôi. Còn với gương mặt như thế này và với cái tầm chiều dài như tóc của bạn trang hiện tại thì Tuấn đã để nó dài hơn một chút. Khi mà tóc dài hơn thì mình đã để nó thành đầu gọi là xoăn chữ C, để cái thời gian chơi nó sẽ bền, hay nữa là nó sẽ phù hợp với cái dáng nó dài hơn một chút. Đấy. Còn với kiểu bốc này thì các bạn có thể để máy mưa xuống cũng rất là trẻ trung Hàn Quốc. Máy dài thì nó sẽ sang trọng hơn và bạn chơi được hai kiểu mái, hất bên nào cũng được, hất bên nào nó cũng ra mái. Đây, còn đây là phía sau này, cho mọi người xem phía sau này. Đẹp mọi góc độ, mọi hất bên nào cũng được, hất bên nào nó cũng rất là đẹp, mà nó sẽ không, khi mà tóc nó không bằng thì các bạn vuốt bên nào nó sẽ cũng không bị vẩy. Ok, em thử vuốt tóc tự nhiên rồi mà. Mọi người cứ để lại câu hỏi ở đây nhá, Tuấn Nguyễn sẽ tư vấn cho mọi người. Với những cái gam bốc layer thì mọi người nên để tầm này hoặc là ngắn hơn một chút nữa sẽ là đẹp nhất nhá, không nên để dài quá. Dài quá thì nó sẽ ra cái, nó sẽ bị chạm vào phần vai. Nếu mà dài quá thì mọi người sẽ cắt sang một cái dáng khác. Đây là góc nghiêng này. Góc nghiêng khi mọi người để mái dài thì nó sẽ rất là bồng bềnh, rất là bồng bềnh. Đấy, những cái form tóc như thế này thì mọi người nên điểm thêm line một chút nhá. Mọi người thêm nên kết hợp một chút với highlight thì nó sẽ mang cái hiệu quả là đẹp nhất. Nó sẽ có độ tương phản giữa màu nền và cái highlight. Đây cũng có thể là gọi một form tóc gọi là mẫu tóc quốc dân. Mọi người để bên nào cũng được. Về nhà cứ gội đầu sấy khô, chỉ cần lấy tay hất nhẹ một chút và nó sẽ đều ra được hết. Rất đẹp. Xin chào Kevin Chính nhá. Xin chào Nguyễn Hạo. Khi mà nhắc đến highlight thì mọi người thường sợ là khi làm highlight sẽ phải tẩy, sẽ hại hư hại tóc. Thế nhưng mọi người yên tâm rằng khi highlight bên Tuấn Nguyễn thì mọi người tẩy xong lần sau mọi người vẫn còn thoải mái, không ảnh hưởng gì đến tóc cả. Mà em cứ vứt thoải mái. Với cái kiểu này thì bạn nào mà có đang có gương mặt mà tròn tròn ấy, hoặc là gương mặt góc cạnh rất là to ấy, thì mọi người để dài như thế này. Còn những bạn nào có gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh thì mọi người có thể cắt ngắn đến chấm cằm, thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác là gương mặt nó sẽ nở ra. Thì mọi người cứ để lại comment ở đây thì Tuấn Nguyễn sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Đây là mẫu tóc thương hiệu.
rất là bồng bềnh. Kiểu này thì tóc bạn nào dày thì có thể cắt mềm đi một chút, còn bạn nào mà tóc mỏng thì mình cắt như thế này và dập phồng nhiều hơn, uốn xoăn nhiều hơn ở phần chân, nó sẽ bồng bềnh. Bồng bềnh. Trang cái người về sau một xíu thì các bạn sẽ nhìn rõ hơn, không phải này. Nó sẽ có độ mềm mại. Vì đặc thù công việc của bạn Trang thì cũng khá bận rộn công việc đi diễn, nên là lần nào Tuấn cũng tư vấn để làm cho bạn ấy một cái mẫu tóc mà dễ chơi nhất, nhàn để chăm sóc nhất. Ở nhà gội đầu mọi người chỉ cần lấy máy sấy, trước khi gội đầu xong mọi người lau thật khô tóc này, vớt một xíu dưỡng vào và lấy máy sấy thổi thật tung tóe lên là nó đã rất là ổn rồi. Thì qua đây Tuấn cũng chia sẻ mọi người luôn để cái cách chơi tóc này ở nhà làm sao cho đẹp nhất nhé. Khi gội đầu xong mọi người sẽ thật khô, nếu có phải đi đường đội mũ bảo hiểm thì mọi người được vén hết cái tóc ngược lên như thế này, sau đó mọi người đội mũ vào thì khi đi nó sẽ đổ ngược lại thì nó sẽ không bao giờ bị vảnh cả. Đấy, sẽ không bao giờ bị vảnh nhá. Còn tất cả những cái form mà nó bị vảnh nữa thì mọi người chỉ cần gội đầu sấy lại là nó sẽ đều ok hết. Em thấy sao? Rất là đẹp. Có một chút like thì lúc nào nó cũng tạo cảm giác nó bồng bềnh hơn, nó có cái gì đó nó sẽ mới mẻ hơn là so với để một gam màu. Đấy. Em cứ giật bên này sâu một chút. Mọi người cứ để lại câu hỏi ở phía dưới comment nhé, tôi sẽ tư vấn cho mọi người. Tầm này chắc mọi người đang giờ làm. Sẽ xoay cho người xem lại một vòng nữa nhé. Đây là phía sau này. Rất là mềm mại. Đấy, tóc nghiêng bên tay bên này. Với cái tầm này thì mọi người gác tai nó cũng rất là đẹp. Cứ để lại comment để mình sẽ tư vấn nhá. Hiện tại thì giờ này chắc các bạn cũng đang làm việc nên mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Thì các bạn cứ để lại cái dưới comment này, mình sẽ tư vấn cho mọi người cũng là báo giá với dịch vụ hiện tại bên mình nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chào.